Nhá, sau đây em xin giới thiệu cho tất cả anh chị một cái vào cái mùa đông đại hàn của bên tổng kho nhà em, là một cái set chăn ga gối đệm như thế này, set hoa mai ạ, rất đẹp ạ. Một set bộ gồm có một ga vải dầu phối kích thước giường từ 1m2 x 2m, 1m2 x 2m và 2m2 x 2m, kèm theo đó là hai vỏ gối đầu làm với kích thước là 50-70, cũng là đều có hoa văn và hoa văn theo vi tính như thế này, rất đẹp nha cho anh chị nhá. Và một dạ set bộ này gồm có một ga trải dẹp size cho tất cả các giường từ 1m2 x 2m, 1m6 x 2m, 1m8 x 2m, 2m2 x 2m, 2 vỏ đầu nằm với kích thước là 50-70 và một cái vỏ chăn với kích thước là 2m x 2m. Tất cả các chị đều có hoa văn này, hoa văn thêu vi tính cho tất cả các bộ các màu khác nhau nhé. Anh chị có thể giặt máy thoải mái, không bay, không phủ, không sổ lông và không rút sợi. Có 6 màu khác nhau để cho tất cả anh chị lựa chọn nhé. Anh chị có thể là 3 màu khác nhau cho nhà em như thế này ạ. Đây ạ. Đấy, màu hồng này, màu xanh này và màu vàng, màu xanh nhạt, màu ghi và màu cam. Cam đây là màu thực tế bên kho của em nhé. Anh chị có thể tham khảo các màu, các mẫu mã này. Hàng là chất liệu mình rất đẹp.